Mời quý vị và các bạn theo dõi tạp chí thể thao và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên tuần này với chủ đề về môn bóng bàn. Trong mục tư vấn ở phần đầu chương trình, đề cập đến 10 lỗi thường gặp trong môn bóng bàn mà người chơi cần phải tránh. Mục chỉ dẫn, huấn luyện viên Ngô Trường Giang, câu lạc bộ bóng bàn Trường Giang, thành phố Hưng Yên hướng dẫn kỹ thuật giật phải, đẩy trái kết hợp đánh góc trống. Đây là kỹ thuật nâng cao mà người chơi cần phải nắm vững và sử dụng thuần thục để ghi điểm trong một trận đấu bóng bàn. Cuối chương trình, mục câu chuyện thể thao có phóng sự sôi nổi phong trào tập luyện bóng bàn tại công an thành phố Hưng Yên. Bóng bàn là môn thể thao đòi hỏi rất nhiều yếu tố cả về thể chất lẫn tinh thần. Để tiến bộ trong môn bóng bàn, người chơi sẽ cần phải cải thiện kỹ năng, kỹ thuật. Đây đều là những điều quan trọng mà những người chơi bóng bàn cần phải lưu ý để có được kết quả tập luyện tốt nhất. Sau đây là 10 lỗi thường gặp trong môn bóng bàn mà người chơi cần phải khắc phục để chơi bóng bàn tốt lên. 1. Đứng sát bàn. Khi người chơi đứng quá gần bàn sẽ dẫn đến không đủ thời gian để phản ứng và tạo ra được những cú đánh mạnh, không thể tạo ra cú thuận tay, trái tay tốt. 2. Cầm vợt sai cách. Không thể thực hiện được cú đánh tốt nếu người chơi cầm vợt sai. Vì thế, cách cầm vợt rất quan trọng trong môn bóng bàn. Đó là nơi bạn tác động vào quả bóng để tạo lực và độ xoáy của quả bóng. 3. Cầm vợt quá chặt. Đây là lỗi phổ biến của người mới bắt đầu tập bóng bàn. Khi cầm vợt quá chặt, cơ thể bạn sẽ bị căng cứng, dẫn đến không thể tăng tốc khi đánh bóng, đặc biệt ảnh hưởng đến độ xoáy của quả bóng. 4. Không biết tạo xoáy. Xoáy là một trong ba yếu tố quan trọng nhất trong môn bóng bàn, bên cạnh tốc độ và sức mạnh. Nếu đánh bóng không xoáy thì rất dễ để đối phương xử lý bóng. 5. Bước chân sai. Muốn chơi bóng bàn tốt thì người chơi phải thuần thục và linh hoạt các bước di chuyển. Nhiều người chơi chỉ đứng một chỗ mà không di chuyển, vì thế không có được những cú đánh ưng ý, đồng thời phản xạ với bóng chậm. 6. Thay đổi vợt quá nhiều. Mỗi lần đổi vợt, bạn sẽ phải mất thời gian để tìm hiểu và thích nghi với cây vợt mới. Hãy chọn một loại vợt mà bạn cảm thấy phù hợp nhất và gắn bó với nó. Quen thuộc với cây vợt sẽ giúp mọi cú đánh trở nên hoàn hảo. 7. Điểm tiếp xúc sai. Nắm vững các điểm tiếp xúc rất quan trọng. Ví dụ trong giao bóng sẽ giúp người chơi lừa được đối thủ. Ngoài ra, giúp người chơi cải thiện được sức mạnh của những cú đánh. 8. Đọc sai xoáy. Người chơi khi không đọc được xoáy sẽ dẫn tới mất kiểm soát với trái bóng. Điều đó dẫn đến làm cho quả bóng bị rút lưới hoặc bị bung ra ngoài. 9. Không có chiến thuật. Trong môn bóng bàn, nếu muốn giành chiến thắng, ngoài kỹ thuật thì chiến thuật đóng vai trò quan trọng. Lối đánh phải đa dạng và thay đổi liên tục tùy thuộc vào diễn biến của trận đấu. 10. Không có phong cách riêng. Khi chơi bóng bàn, nếu bạn không định hình được một phong cách riêng sẽ làm cho bạn không thể phát huy được những ưu điểm trong lối chơi của mình. Thưa quý vị, trong môn bóng bàn thì kỹ thuật giật phải, đẩy trái kết hợp đánh góc trống là kỹ thuật nâng cao. Nắm vững và sử dụng thuần thục kỹ thuật này là yếu tố quan trọng để người chơi ghi điểm trong một trận đấu bóng bàn. Sau đây, huấn luyện viên Ngô Trường Giang, câu lạc bộ bóng bàn Trường Giang, thành phố Hưng Yên sẽ hướng dẫn chi tiết kỹ thuật này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn kỹ thuật mới, kỹ thuật lưng cao là để giật phải, đẩy trái và lao góc trống. Kỹ thuật này đòi hỏi là các bạn là phải có kỹ thuật cơ bản tốt thì mới có thể thực hiện được kỹ thuật này. Cái động tác của cái kỹ thuật này thì nó đều là động tác cơ bản của đẩy bóng xoay lên và giật bóng xoay lên, không có gì khác cả. Nhưng mình chỉ kết hợp thêm là cái di chuyển bước chân, phối hợp di chuyển bước chân đơn và di chuyển bước chân ngang để lao ra góc trống. Mình thực hiện thì cũng như là mình tập bóng đánh trái rồi đánh quả trái cơ bản và giật bóng xoay lên cơ bản thôi. Tất cả mình đều giật bóng xoay lên hết. Mình chỉ kết hợp cái di chuyển bước chân vào để phối hợp di chuyển bước chân đẩy trái và lé ra góc trống góc bên trái này. Mình sẽ di chuyển góc trái này, mình giật lên và sau đó mình sẽ di chuyển sang góc bên phải này, mình cũng tiếp tục giật bóng xoay lên. Kỹ thuật giật phải đẩy trái là góc trống này sẽ có hai phần. Bây giờ tôi sẽ tách từng phần ra một để mọi người dễ hiểu. Bây giờ đánh kỹ thuật đầu tiên là mình giật phải đẩy trái, giật phải đẩy trái. Mình di chuyển tại chỗ góc bên trái này, đẩy trái này, giật bóng thì mình vẫn là giật bóng xoay lên này. Trái mình vẫn đánh động tác cơ bản là trái đôi công trái này. Giật thì mình giật bóng xoay lên, tiếp xúc vẫn bên trên bóng này, giật phải đẩy trái này. Sau khi thực hiện cái động tác này xong thì chúng ta sẽ kết hợp vào và lao góc trống. Trong cái kỹ thuật này này, cái bước chân của mình này cố gắng di chuyển rộng ra. Mình rộng sang trái, mình giật hết tay thoải mái. Vừa lực thôi, nhưng mà động tác mình phải dứt khoát. Sau mình đẩy trái về, giật bóng xoay lên, mình vẫn tiếp xúc bên trên bóng, giật dứt khoát tay lên. Đẩy trái mình vẫn đánh đúng động tác cơ bản, đẩy trái sang bạn đối phương bên trái bên kia. Quả bóng xoay lên mình giật vẫn tiếp xúc 2/3 bên trên giật.
dần thì mình sẽ di chuyển theo bước một bước đơn và một bước di chuyển ngang lao ra góc trống. Thế tôi thực hiện là bắt đầu động tác bắt đầu đẩy trái này, bé này, giật phải này, nhảy sang lao góc trống này, mình lại về này, đẩy trái này, giật phải này, nhảy sang lao góc trống này, đẩy trái, giật phải, nhảy sang lao góc trống. Đẩy trái, nhảy ra, nhảy sang góc trống, để bật ra, đúng rồi, đẩy trái, nhảy ra, nhảy chứ không đi bộ, đúng rồi. Thế đẩy đi không? Giật dứt khoát tay lên, cứ giật như thật đấy. Đúng rồi. Rồi. Đức lưu ý này. Mình di chuyển này. Mình di chuyển dứt khoát ra nhảy này. Di chuyển bước chân này, nhảy dứt khoát ra này. Chứ mình không đi chậm này nhá. Mình đẩy dứt khoát này. Đẩy này, nhảy này. Khi mình nhảy quả bóng nó nhảy sang góc kia, mình phải nhảy dứt khoát sang này, mình mới đánh được. Sau khi thực hiện động tác ngoài bàn, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện với bóng. Đẩy trái này, đẩy trái, nhảy lại, nhảy sang góc trống này, được. Đẩy trái này, được. Đẩy trái này, được này, nhảy sang. Mời bạn Thiện sẽ vào thực hiện với bóng nhá. Vừa đánh chậm rồi. Trong cái lúc di chuyển ấy, Thiện cố gắng hơi thấp người, đẩy thấp xuống một tí, thấp bóng xuống, nhảy di chuyển rõ ràng ra, nhảy xa ra một chút nữa. Nó cứ di chuyển rộng ra, giật một quả vào bạn là được rồi. Nhảy trái, nhảy sang, đúng rồi.
Đức lưu ý nhá, trong giật này cháu cố gắng này, thấp người này, cố gắng phải vặn cái lườn này, mình vặn lườn lên, đừng có nhảy không này, mình cứ nhấc lên này, nó không có lực, mình phải lấy cái lườn chân vặn, mượn lườn chân xoay lên đẩy này, cố gắng này đẩy lườn lên, lườn này xoay lườn đẩy nhá, mình không giật lên này. Sau khi chúng ta đã thực hiện đập động tác với bóng nhiều, sau đây chúng ta sẽ thực hiện với bóng một, mời bạn Thiện vào. Nó thực hiện này. Đuôi góc trống thì đó. Đuôi góc trống thì đó. Rộng ra thì rộng, đúng không? Đấy. Chậm thôi nhưng rộng ra thì đúng không? Thế, rộng ra thì rộng. Cứ bình tĩnh. Tôi công được, thế nhảy sang đây này. Thưa quý vị, đều đặn sau giờ làm việc, đông đảo cán bộ, chiến sĩ của Công an thành phố Hưng Yên hăng say tập luyện bóng bàn, rèn luyện thể chất để có sức khỏe tốt, phục vụ công tác chiến đấu. Mặc dù đang công tác tại Công an xã Phú Cường, song hàng ngày, sau giờ làm việc buổi chiều, Trung tá Lê Thế Sơn, Phó trưởng Công an xã Phú Cường đến nhà tập bóng bàn của Công an thành phố để tập bóng bàn cùng các đồng chí, đồng đội. Trung tá Sơn chơi bóng bàn đã được gần 10 năm và môn thể thao thú vị này đã trở thành thói quen. Một hoạt động giải trí bổ ích giúp giải tỏa căng thẳng, từ đó nâng cao chất lượng làm việc. Được sự quan tâm của lãnh đạo Công an thành phố đã trang bị sân bóng với bàn và tổ chức các cái giờ thể thao cho anh em giao lưu, gắn kết với nhau để tạo sức khỏe. Rèn luyện thể thao nói chung, trong đó có môn bóng bàn là một trong những hoạt động không thể thiếu tại Công an thành phố Hưng Yên trong những năm qua. Đơn vị này hiện có một nhà tập bóng bàn với hai bàn, được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu tập bóng bàn của hàng chục người trong cơ quan. Câu lạc bộ bóng bàn Công an thành phố Hưng Yên được thành lập năm 2020, có 20 thành viên, đều là những chiến sĩ đam mê và tập bóng bàn lâu năm. Lãnh đạo Công an thành phố cũng tạo điều kiện cho cán bộ chiến sĩ sau giờ làm việc thì anh em luyện tập thể dục thể thao, tham gia câu lạc bộ bóng bàn để rèn luyện và nâng cao thể lực cho cán bộ chiến sĩ để phục vụ công tác chiến đấu trong lực lượng công an nhân dân. Thành lập câu lạc bộ bóng bàn và tham gia câu lạc bộ bóng bàn thì nó góp phần tăng cường cái mối quan hệ đoàn kết giữa lãnh đạo với cái chỉ huy và cán bộ chiến sĩ, tạo về cái lời sống tinh thần văn hóa lành mạnh trong cán bộ chiến sĩ công an thành phố, rèn luyện thêm về sức khỏe, về thể lực, về sự nhanh nhẹn để góp phần đáp ứng cái yêu cầu công tác công an trong cái tình mới. Tập luyện môn bóng bàn giúp giải tỏa căng thẳng và cơ thể nhanh nhẹn, phản xạ tốt hơn, đòi hỏi ở người chơi phải có sự uyển chuyển, khéo léo cả đôi mắt, đôi tay lẫn đôi chân. Nhận thấy lợi ích đó, cho nên ngày càng có nhiều cán bộ, chiến sĩ của Công an thành phố đến với môn bóng bàn. Câu lạc bộ bóng bàn thành phố Hưng Yên duy trì tập luyện thường xuyên, còn góp phần thắt chặt tinh thần đoàn kết trong đơn vị. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại tạp chí thể thao và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.